Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Chu Tiên. Ở tập trước, bốn người Trương Tiểu Phàm và Bích Sao đã bị một con mãng xà khổng lồ bao vây lại. Bích Sao định dùng pháp bảo tấn công con yêu thú, vậy nhưng Ziu đã ngăn lại, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Còn Hắc Thủy Huyền Sa này đang tìm kiếm vật sống, cho nên hai người cố gắng im lặng. Không may là Lục Tuyết Kỳ lại vô tình chạm phải tảng đá và phát ra tiếng động. Con yêu thú thấy vậy liền lao tới tấn công, Trương Tiểu Phàm lập tức ngăn cản. Thực lực của cậu ta hoàn toàn không phải đối thủ của yêu thú, cho nên vừa đánh vừa nhấp nhảy chạy. Đúng lúc rơi vào nguy hiểm, Bích Sao đã ra tay xuất thủ. Điều này làm cho Ziu cũng phải hoảng hốt, hành động này đã hoàn toàn chọc giận nó rồi. Lúc này Lục Tuyết Kỳ cũng chủ động lao lên người con yêu thú, dùng kiếm làm một đường xuống người nó. Bích Sao thế vậy cũng chủ động lao lên. Hai người cùng nhau đánh giáp lá cờ, vậy nhưng đáng tiếc là thực lực của con Hắc Thủy Huyền Sa này quá mạnh. Nó chỉ cần há mồm gầm lên một tiếng đã đẩy lùi hai người về sau. Lục Tuyết Kỳ bị đánh cho bất tỉnh, còn Bích Sao thì đỡ hơn một chút. Nàng ta thấy Trương Tiểu Phàm gặp nguy hiểm liền muốn tiếp tục tấn công. Vậy nhưng Ziu đã ngăn cản lại, yêu cầu nàng đừng quá xúc động. Biết bản thân gặp nguy hiểm, Trương Tiểu Phàm liền lấy ra phi kiếm bỏ chạy, sau đó đặt vị sư tỷ trốn sau một tảng đá, còn bản thân mình thì chủ động lao ra đánh địch. Vậy nhưng còn chưa kịp thể hiện thì đã bị bón hành ngập mồm. Bích Dầu chứng kiến cảnh tượng này liền bất chấp nguy hiểm lao ra giải cứu. Hai người song kiếm hợp bích, tạm thời đẩy lùi được con mãng xà. Điều này làm cho Trương Tiểu Phàm cũng thắc mắc. Chính mà bất lưỡng lập, vậy nhưng vì sao nàng lại ra tay giải cứu? Bích Dầu nghe những lời này cũng giật mình tức giận. Mình đã bất chấp giải cứu tiểu tử này, ấy vậy mà cậu ta lại không thốt ra được một lời khen nào, còn nói mấy lời không dễ nghe. Bây giờ đã không còn đường lui nữa, hai người nhanh chóng bị tấn công. Trương Tiểu Phàm chật vật bỏ chạy, hai người may mắn chui vào một cái hang và thoát khốn, giữ lại được cái mạng nhỏ. Tới đây thì Bích Sao mới lên tiếng trách mắng. Tiểu tử ngốc này, xương cốt cũng gãy rồi còn cày mạnh. Vừa nãy, nếu không có nàng thì bây giờ cậu đã sớm về chầu ông bà rồi. Trương Tiểu Phàm vẫn kiên quyết và tỏ thái độ. Mà sáu yêu nhân như nàng, ra tay giải cứu tất nhiên cũng không có lòng tốt gì. Chỉ bằng vừa nãy nàng ta nói bắt cậu và Lục Tuyết Kỳ đi gặp tông chủ gì đó thì cậu ta đã đoán ra được. Bích Dao khá thất vọng khi nghe những lời này vậy nhưng vẫn thẳng thắn. Bây giờ cậu cũng chỉ có thể bị nhốt cùng ma giáo yêu nhân như nàng trong sơn độc. Bản thân bị thương thành như vậy mà vẫn cố chấp. Nếu muốn chết thì chết luôn đi. Nói năng một hồi, vậy nhưng Trương Tiểu Phàm lại tỏ vẻ không để ý. Điều này làm cho Bích Dao vô cùng bất mãn. Trong lúc đó, Lục Tuyết Kỳ thì vẫn ngồi thoi thóp bên cạnh tảng đá. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Còn chưa bắt được sư kiệt ma giáo mà ngay cả Trương sư đệ và Lục sư tỷ cũng mất tích. Lục Tuyết Kỳ nhận ra người đang nói chuyện là Tề Hạo. Đám người Tề Hạo cũng nhanh chóng phát hiện ra Lục Tuyết Kỳ. Không nhìn thấy tung tích của Trương Tiểu Phàm, nàng ta vô cùng lo lắng. Tề Hạo nhanh chóng phân phó cho mọi người chia ra tìm kiếm. Lúc này Trương Tiểu Phàm đang tìm đường thoát ra ngoài, vừa đi vừa cảm thán, yêu nữ này thực sự là đáng ghét. Mới nhắc tới thì Bích Sao đã xuất hiện trước mặt, đúng là oan gia ngõ hẹp. Tiếp tục thăm dò, vậy nhưng vẫn không thấy lối ra, bên trong toàn là lối rẽ. Đi lại một hồi thì hai người gặp lại nhau. Bộ mặt của ai nấy đều tỏ ra bất cần, không thèm để ý tới đối phương. Tuy nhiên, Trương Tiểu Phàm vẫn có ý tốt nhắc nhở, nơi này đúng là kỳ lạ, ngay cả tảng đá cũng chảy máu. Lời này làm cho Bích Sao bất ngờ, nàng ta dường như biết được chuyện gì đó nên nhanh chóng quay lại hỏi thăm. Trương Tiểu Phàm nghe vậy cũng dẫn nàng ta tới đó. Phía trước mặt họ là một cái thác nước, bên trên dòng nước đang chảy xuống lại có vài đốm sáng giống như là chảy máu. Lẽ nào đây chính là tích huyết động? Tiến lại gần kiểm tra, Bích Sao vô tình đụng phải cơ quan khiến cả hai rơi xuống bên dưới. Điều này làm cho Tiểu Phàm cũng bức xúc. Bích Dao chẳng thèm đáp lời, nàng ta nhanh chóng chạy lại cánh cổng trước mặt và mở nó ra. Sau đó hai người chậm rãi tiến vào kiểm tra. Bích Dao không ngờ rằng đây chính là tích huyết động trong truyền thuyết. Chủ nhân bộ xương cốt có lẽ là Hắc Tầm lão nhân uy trấn thiên hạ 800 năm trước. Ngay khi vừa chạm vào bộ thi hài, cánh tay của nàng ta lập tức bị cổ thi độc tấn công. Từ điều này, Bích Dao liền chắc chắn đây chính là Hắc Tầm lão nhân. Lão ta là tông chủ của luyện huyết đường 800 năm trước, đã luyện huyết đường uy phong nhiều năm. Lúc đó lão ta đã dựa vào phệ huyết trôi cho thành môn phái mạnh nhất. Tích huyết động này là nơi giấu kho báu của Hắc Tầm lão nhân. Vậy nhưng không ngờ lại không có gì cả. Trong lúc đang buồn bực vì không có thu hoạch gì thì Trương Tiểu Phàm đã kiệt sức nằm ngã ngửa. Điều này làm cho nàng ta cũng bất ngờ, không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa. Nàng cố gắng dùng thực lực kiểm tra thân thể cho cậu. Vừa nằm la liệt, trên miệng Tiểu Phàm vừa không ngừng nói nhảm về quá khứ của mình. Điều này làm cho Bích Sao thương cảm, không ngờ tiểu tử này cũng là cô nhi. Ở bên ngoài, Lục Tuyết Kỳ vô cùng sốt ruột, bọn họ đã tìm kiếm Trương Tiểu Phàm nhiều ngày rồi, vậy nhưng vẫn không có chút tung tích. Trước mắt ma giáo đã đánh rắn động cỏ, Tề Hạo muốn mọi người quay về đem tình hình ở nơi này báo cáo đến trưởng môn. Lục Tuyết Kỳ muốn ở lại tiếp tục tìm kiếm, Tăng Thư Thư cũng lên tiếng khuyên ngăn. Không bằng chúng ta tạm thời quay trở về trước, rồi mời trưởng môn phái thêm đệ tử chuyên lục soát tìm kiếm. Mặc dù rất không can tâm, vậy nhưng nàng ta cũng hết cách.
Về phần Tiểu Phàm, chẳng biết trải qua bao lâu thời gian, cô ta cũng tỉnh lại, thân thể hoàn toàn trở nên bình thường, xem ra là đã khôi phục lại. Cậu tiến lên thăm dò, nhìn thấy chiếc đầu lâu rơi xuống dưới, cậu liền đặt lại vào bộ thi thể. Bộ thi thể lập tức tan vỡ, sau đó lối ra cũng được mở ra. Điều này làm cho Bích Sao vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng tìm thấy lối thoát rồi, nàng ta nhanh chóng đi trước mở đường. Sau khi biết mọi chuyện cậu vừa làm, Bích Sao cũng không ngờ được Hắc Tầm lão quỷ này đúng thật là nhọc sức, lại giấu cơ quan dưới thi cốt. Đi được một đoạn, hai người lập tức tiến vào một cái đại điện, trước mắt là hai bức tượng của Minh Vương và Thành Mẫu. Đang tới đoạn gay cấn thì tập phim đã hết rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón xem nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào!